Thưa quý vị, nhiều dịch bệnh đang bùng phát có nguy cơ lan rộng ở Hà Nội. Trong đó tiêu biểu có thể kể tới là sốt xuất huyết, tay chân miệng hay là đau mắt đỏ. Phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, của ngành y tế, nhưng đó cũng là nghĩa vụ của mỗi người dân. Năm nào cũng vậy, chúng ta nói với nhau rất nhiều về câu chuyện phòng chống dịch, về ý thức của người dân. Nhiều biện pháp tuyên truyền đã được triển khai, nhưng có vẻ như kết quả thì chưa mấy khả thi. Và đã đến lúc thì thủ đô cần quyết liệt, mạnh tay hơn nữa trong việc áp dụng các chế tài xử phạt để công tác phòng chống dịch bệnh được hiệu quả hơn. Và để quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này thì ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Duy Anh và ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội. Vâng, rất cảm ơn ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, ông có thể cho biết là bức tranh về tình hình dịch bệnh ở thủ đô hiện nay là như thế nào ạ? Hiện nay thì thành phố Hà Nội chúng ta cũng có một số các cái dịch bệnh truyền nhiễm đang lưu hành tại thành phố. Cụ thể đó là thứ nhất là sốt huyết, thứ hai là bệnh COVID-19, mặc dù cũng đã trải qua 3 năm dịch nhưng hiện nay nó vẫn còn đang có một số những cái trường hợp rải rác ở các địa phương. Thứ ba nữa là những cái bệnh liên quan đến trẻ nhỏ như thủy đậu và tay chân miệng. Thứ tư nữa là những cái bệnh mà liên quan lây truyền từ động vật sang người, đó là bệnh liên cầu khuẩn lợn và bệnh dại. Và thứ năm nữa là đó là những cái bệnh mà bị mắc khi mà chúng ta có bị các cái tai nạn, đặc biệt là tai nạn giao thông hoặc là tai nạn lao động, đó là cái bệnh uốn ván người lớn. Tuy nhiên thì cho đến hiện nay thì COVID-19 thì đã được cơ bản khống chế một cách cơ bản và số lượng đã giảm rất thấp, nghĩa là mỗi một ngày chúng ta cũng chỉ có một vài trường hợp mắc. Thứ hai nữa là những cái bệnh mà nó mang tính nó rơi vào các thời điểm chuyển mùa, đó là tay chân miệng, thủy đậu thì hiện nay cũng đã giảm. Còn đối với bệnh sốt huyết thì nó là một cái bệnh lưu hành, nó gần như là nó xuất hiện quanh năm trong tất cả các 12 tháng. Và hiện nay thì sốt huyết đang là cái bệnh trọng tâm của cái dịch bệnh truyền nhiễm hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vâng ạ, rất nhiều những dịch bệnh hiện nay đúng không ạ? Đặc biệt là sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp ở Hà Nội. Trong khi đây là loại dịch bệnh đã cũ, năm nào cũng có. Nhưng mà liệu có phải là do chúng ta chưa thực hiện được đồng bộ các biện pháp phòng bệnh hay không? Cụ thể thì bệnh sốt huyết nó là một cái bệnh lưu hành địa phương. Nghĩa là bệnh lưu hành địa phương nghĩa là nó có xuất hiện hàng năm tại địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên thì trong các năm thì có những năm nó sẽ gia tăng, có những năm nó sẽ giảm thấp. Thì cái việc mà gia tăng hay là giảm thấp nó phụ thuộc vào cái ý chí chủ quan của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nếu như mà chúng ta thực hiện tốt các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh thì cái số lượng mắc nó sẽ giảm. Thế còn nếu như mà chúng ta lơ là chủ quan và không thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng bệnh thì nó sẽ gia tăng. Và nhất là những cái khu mà khu đông dân cư, người lao động tự do mà thực hiện không tốt công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy thì đã xuất hiện những cái ổ dịch lớn cũng như là diễn biến phức tạp kéo dài. Vâng ạ, rõ ràng cái việc phòng dịch bệnh của sốt xuất huyết ấy là phụ thuộc rất nhiều vào cái ý thức của người dân. Cụ thể là vấn đề vệ sinh môi trường trong khu dân cư, lật úp các dụng cụ nước, thả cá vào bể chứa nước. Và trong quá trình đi kiểm tra thì giám sát thì ông nhận thấy người dân đã thực hiện tốt những cái biện pháp này hay chưa? Với cái bệnh sốt huyết thì cái biện pháp phòng bệnh nó rất là đơn giản. Đó là một là chúng ta loại trừ các cái dụng cụ chứa nước để nơi phát sinh ổ bọ gậy. Và thứ hai là chúng ta diệt muỗi trưởng thành để không bị muỗi đốt truyền bệnh. Mặc dù nó hai biện pháp đơn giản như vậy nhưng trong quá trình triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống thì thực sự nó cũng lại là một câu chuyện mà nó đã liên tục nó xảy ra hàng năm. Nghĩa là có những cái thời điểm thì hoặc là có những khu vực thì người dân thì phải nói là rất tích cực hưởng ứng trong cái công tác tuyên truyền vận động vệ sinh môi trường, đặc biệt là họ là những người mà thực hiện chính làm cái công tác vệ sinh môi trường ngay trong chính ngôi nhà của mình. Ngoài ra thì họ còn tham gia các hoạt động xung quanh những cái nơi công cộng, rồi là trường học, rồi là cơ quan đơn vị. Thế tuy nhiên thì cũng có rất nhiều khu vực những người dân vẫn còn lơ là chủ quan, đặc biệt là họ coi cái việc mà phòng chống dịch bệnh đó là nhiệm vụ của ngành y tế hay là của cấp chính quyền địa phương. Thì đây là một cái
quan điểm cũng như là một cái suy nghĩ nó chưa đúng. Bởi vì là để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không chỉ là sốt huyết mà tất cả các cái loại dịch bệnh truyền nhiễm khác, thì nhiệm vụ chủ yếu là ngành y tế. Nhưng để thực hiện tốt thì vai trò của người dân hết sức quan trọng. Nếu như mà mỗi người dân, mỗi gia đình đều tham gia thực hiện thì cái hiệu quả phòng chống dịch nó sẽ rất là tốt, cũng như là nó sẽ đạt được cái mục tiêu ngay từ những thời gian đầu của cái ổ dịch cũng như là cái thời kỳ phát sinh dịch. Vâng, đúng là như vậy. Phần lớn trong công tác phòng dịch sốt xuất huyết thì đều đến từ những ý thức của người dân phòng dịch trong chính ngôi nhà của chính mình. Và đã đến lúc Hà Nội cần mạnh tay hơn với những trường hợp chưa tuân thủ quy định phòng dịch. Cụ thể điều này thì là như thế nào ạ? Trong cái 3 năm chúng ta phòng chống Covid thì cái điều này đã thể hiện rất rõ. Đó là những cái đối tượng, đó là những cá nhân, đó là những cơ quan, đơn vị mà không thực hiện công tác phòng chống dịch Covid tốt thì đã có những hình thức xử phạt rất là mạnh tay. Thế và nhờ có cái việc mà xử phạt đó thì hiệu quả phòng chống dịch Covid của Hà Nội cũng như là Việt Nam chúng ta nói chung đã nhanh chóng đạt được hiệu quả. Và chính từ đó thì chúng ta đã khống chế được dịch Covid-19, giảm cái nguy cơ tử vong trên đối tượng người mắc bệnh. Thế còn hiện nay đối với cái công tác phòng chống dịch sốt huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội thì trước đây chúng ta cũng đã có những hình thức xử phạt đối với các cơ quan, tổ chức cũng như là cá nhân hộ gia đình. Nếu như không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, không tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế cũng như là không thực hiện các cái khuyến cáo tuyên truyền hướng dẫn của chính quyền địa phương, của khu phố. Đấy là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải thực sự là quan tâm và coi đó chính là nhiệm vụ của chính mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Vâng ạ, ngoài cái việc xử phạt hành chính thì được biết là Hà Nội còn nêu tên các cá nhân tập thể không thực hiện quy định phòng chống dịch. Cụ thể điều này thì ra sao ạ? Vâng, hiện nay thì rất nhiều địa phương, đặc biệt là những khu vực xã, phường, huyện, thì khi mà xuất hiện ổ dịch thì chính quyền địa phương, tổ dân cư đã có những cái biện pháp mà tuyên truyền phải nói hết sức là mạnh mẽ. Cụ thể là những nơi có ổ dịch sốt huyết thì đều có những cái tuyên truyền cổ động trực quan, những cái ba lô khẩu hiệu để hướng dẫn người dân và để cho người dân biết rằng hiện nay tại khu vực đó đang có cái ổ dịch sốt huyết. Thì đấy là một cái cách để truyền thông chúng tôi cho rằng cũng hết sức hiệu quả. Ngoài ra nữa thì đài phát thanh của khu phố cũng như là xã phường thì cũng có thường xuyên là có những cái thông tin về cái tình hình dịch bệnh và những cái khu vực đang xảy ra ổ dịch sốt huyết. Đặc biệt là có những xã, có những huyện thì nêu rõ tên những cái cơ quan đơn vị cũng như là những cái tổ chức cá nhân mà chưa thực hiện tốt các cái biện pháp vệ sinh môi trường, vẫn để có những cái ổ phát sinh ổ bọ gậy cũng như là muỗi trưởng thành tại trong cái khu vực khuôn viên của gia đình, trong khuôn viên của cơ quan đơn vị mình. Thì khi mà được thông báo như vậy thì đương nhiên là cái hiệu quả tự giác của mỗi người dân, của mỗi tổ chức đơn vị cũng đã được nâng lên rất nhiều. Vâng ạ, đúng là những cái người mà còn vi phạm mà chưa làm đúng công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết ấy, thì khi mà được nêu tên thì họ sẽ tự ý thức hơn về trong cái phòng chống dịch này. Và ông có thể đưa ra một vài mức phạt cụ thể đối với cá nhân, tập thể hoặc tổ chức không? Hiện nay thì chính phủ cũng đã có những cái quy định rất rõ ràng về cái hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể đó là theo cái nghị định 117 của chính phủ thì chúng ta sẽ có những cái quy định xử phạt, ví dụ như là đối với gia đình, cơ quan tổ chức mà không thực hiện vệ sinh môi trường để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm thì có thể sẽ bị xử phạt từ 300 đến 500 ngàn đồng. Thế rồi đối với những gia đình, những cơ quan tổ chức mà không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mà để phát sinh các cái nguy cơ, những cái nguồn bệnh là làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng thì có thể bị xử phạt từ 1 cho đến 3 triệu. Thế và cái việc này thì trước đây trong những cái vụ dịch năm 2017 thì Hà Nội cũng đã tiến hành xử phạt một số các cái đơn vị cũng như là cá nhân. Cụ thể ví dụ như là đã có một cái cửa hàng kinh doanh buôn bán lốp ô tô, thì những cái lốp ô tô mà để ngoài trời không có mái che, không có, thì đấy chính là những cái ổ bọ gậy rất là lớn, thì và chính cái cơ sở này đã bị xử phạt với cái mức theo nghị định 117.
Thì tuy nhiên thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là tất cả mọi người dân, mọi cơ quan tổ chức chúng ta hãy tự giác và tự thực hiện vệ sinh môi trường và khống chế không để làm lây lan cái mầm bệnh ra ngoài môi trường để tránh phải xử phạt. Thì đấy là một cái điều mà không nên, và chủ yếu là chúng ta phải thực hiện một cách chủ động, tự giác ngay từ trong gia đình của mình cũng như ngay từ trong cơ quan đơn vị của mình. Trong thời gian tới thì xu hướng dịch bệnh sẽ như thế nào ạ? Các loại dịch bệnh nào có xu hướng phát triển phức tạp lên và những cái loại dịch bệnh nào sẽ được thuyên giảm đi? Đối với COVID-19 thì đã được khống chế một cách tối đa, số mắc nó chỉ còn rải rác. Thứ hai nữa là những cái bệnh tay chân miệng hay thủy đậu hay đau mắt đỏ là những cái bệnh mà nó rơi vào cái thời điểm giao mùa thì cũng đã giảm thấp. Hiện nay thì cũng cơ số 1 đối với thành phố Hà Nội chúng ta đó là sốt xuất huyết. Bởi vì sốt xuất huyết nó sẽ kéo dài cho đến hết tháng 11 kể cả tháng 12. Và hiện nay thì do cái sự thay đổi của thời tiết, biến đổi thời tiết khí hậu cũng như là thay đổi cái cấu trúc nhà cửa, quy mô đô thị đã mở rộng, thì cái bệnh sốt xuất huyết hiện nay đối với Hà Nội chúng ta là gần như là diễn ra quanh năm. Nó chỉ có giảm thấp trong những cái tháng mùa đông, tháng 12, tháng 1, tháng 2. Thế còn từ nay cho đến cuối năm 2023 thì chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hiện hết sức là hiệu quả cũng như triệt để các cái biện pháp phòng chống sốt xuất huyết thì chúng ta mới có thể nhanh chóng hạ sâu cái số mắc được.